đủ cái biết này nói nhiều lắm, nhưng mà anh Xuân anh ấy lại nói đầy đủ hết rồi, cho nên là bây giờ thì Vân với bạn Hằng xin tặng một bài hát, đó là bài nhạc Rừng Xinh Quý. Thầy cô và các bạn cho một tràng pháo tay ạ. Người thầy có một giọng hát rất là hay.